Hello, bây giờ chúng ta sẽ rút tiền từ Fiverr về PayPal nha. Đây, chúng ta sẽ vào. Đây là giao diện nha. Ở trời. Sao mất mà. À rồi. Fiverr nó hơi bị mát mát. Rồi. Ví dụ như cái tài khoản này cường có 40 đô la này. Bây giờ muốn rút về PayPal thì chúng ta sẽ vào chỏ chuột vào trong cái tên này, rồi vào chỗ sale nhá, sale link này. Rồi revenue đấy, à đây có được rút 40 đô la này đấy, cái tiền này tiền được rút à, available fund này, còn cái này là chưa có rút được à, còn đợi nó này nè, ví dụ như tới ngày 7 tháng 3 mới được rút nè, ngày 5 3 ngày 3 tháng 3 này, ngày 1 tháng 3 mới được rút à, mấy đô à đấy thì bây giờ rút 40 đô nha. Chúng ta có 3 tự lựa chọn này. Nhưng mà khuyến khích là nên chọn cái này nha. Chừng nào bạn kiếm được khoảng 2.000 đô trở lên á thì nên rút bằng cái này, thì nó tính tổng thể thì nó rút tiền về Việt Nam thì nó lợi hơn PayPal. Nhưng mà mấy trăm đô á thì hoặc mấy chục đô thì nên rút về PayPal, nó rẻ hơn ha. Rồi. Ở đây thì Cường liên kết với PayPal rồi, nhưng mà nếu mà tài khoản của bạn chưa có liên kết với PayPal á thì bạn click vô trong này. Xong rồi bạn vào trong, nó sẽ gửi cho bạn một cái email ha, nó sẽ gửi cho bạn một cái email, sau đó thì bạn sẽ click vô cái link trong email đó, rồi bạn nhập cái địa chỉ email của PayPal, rồi ok là xong, trong vòng 24 tiếng là xác nhận được là cái tài khoản PayPal nó sẽ liên kết vào đây. Sau này á thì khi mà bạn có tiền nè, các bạn chỉ cần click vô đây một click chuột thôi là tiền nó về PayPal luôn. Và nhớ là lít một cái là nó chuyển về hết luôn nha, chuyển về on luôn á, tất cả luôn á, mình không có xét được, ví dụ như có 40 đô đúng không, mình không có xét được là rút 20 đô hay rút 30 đô, mà mình lít vô một cái là nó chuyển tất cả cái số tiền này vô PayPal luôn. Cho nên nhớ nha, giờ rút nè, lít vô PayPal nè, rồi verify email vừa xem nè ha. Rồi có email verify ha. Đây. Verify. Nè, rút tiền, xác nhận bước rút tiền, chúng ta đã nhận được một cái yêu cầu rút tiền về rút tiền. Bây giờ hãy click vô cái link này để mà xác nhận. Này giờ click vô xin link này ha. Đây, cái link này nè. Đấy. Bây giờ rút click vô. Ok, đang chạy đấy. Thầy nó bị mất mát. Rồi đấy. Này cái lệnh gửi tiền của bạn đang được xử lý này, chúng ta sẽ xử lý xong trong vòng vài vài moment, à vài một tí đấy. Đây nè, nó thông báo nè, quýt ra success nè, chúc mừng 40 đô la của bạn đã được gửi tới PayPal account nè. Chắc là vài phút nữa thôi thì PayPal nó sẽ thông báo là đã nhận được tiền đấy, mới nói xong. À, có một cái email này. Fiverr này. À, PayPal là mình mất hết 0,8 đô la nè, tiền phí dịch vụ á. Nếu mà rút rút 50 đô thì mất mất 1 đô phí dịch vụ, và tối đa là 1 đô la phí dịch vụ. À. Đây. Này ông Cường này, chúng tôi Fiverr đã gửi cho ông 39,2 đô. Đấy. Ok. PayPal Cường là đang 282 đô đúng không? Bây giờ mình reset lại một cái coi. Đó, lên là 321 đô nè, có 39 đô nữa. Ok ha. Thì như vậy là hoàn tất cái quá trình rút tiền. Khi mà rút tiền xong là các bạn có thể sử dụng luôn hoặc là rút về Việt Nam luôn. Cho nên là không có bị blank blank gì hết, không có pending gì hết ha. À, chúc các bạn kiếm được nhiều tiền tại Fiverr nhé.